Video Sai kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Video Sai chia sẻ với quý vị một tác phẩm bám đá của em công chim sẻ. Em mới chặt chân rễ và đang lọc cành thỏ mà định hướng. Hello hello hello. Hello hello. Đang lọc à? Đang lọc. Con này em ký lên đá lâu chưa công? Dạ. 4 năm rồi. Ký là 4 năm rồi đó. Ngày trước nó là con gì mà em vật xuống vậy? Nó là cũng là một con, nó dạng như con long dở. Long dở đây, cắt phát đi. Đây à? Ừ, à đây là cái tay của nó đúng không? Ừ, nếu mà chồng đứng nó chạy dọc đây hay sang bên đây thì anh nhìn đây là cái thân nó chạy tiếp đi đúng không? Con long lùn. Long lùn à? Rồi vậy tóm lại là tay một đằng đấy đúng không? Tay một đằng đây mà tay một cắt đi rồi đây này. Tay một cắt đi rồi. Tay một đây cắt đi rồi này. Cái này là nuôi mới hoàn toàn này. Thế à? Đây này rồi. Cắt phọt phát con long chuyển cung như này. Cắt phọt phát nó chuyển luôn cái tay này ra. Nó có em mua về em cắt em đưa lên à? Mua vào em cắt đưa lên. Vậy là em mua là nó cũng tương đối như này rồi, người ta cắt sẵn. Tức là em chỉ lọc các cái bệ em đưa lên đá thôi đúng không? Rồi, em lọc đưa lên đá. Chứ là người ta định hình cho mình lên cái chậu. Đấy, định hình cho mình một con ở cái chậu thôi em về em vặt ra. Đấy, chia sẻ quý vị. Cốt này cũng là rất là già, nếu như đây là một con long thì cốt là rất già quý vị ạ. Đây quý vị này, màu cũ của cây đây. Nói thật với quý vị và các bạn nha, nếu như cây này mà em câu em không chăm ấy thì tất nhiên nó không có bộ rễ như này thì cây nó còn già kinh khủng. Được bộ rễ như này rồi thì chấp nhận cây nó phải lại ra thôi, điều đó là điều đương nhiên rồi. Bây giờ sai treo lên được không? Treo lên ra. Chia sẻ quý vị phần bẹ trên này. Đấy. Đây quý vị này. Đúng rồi. Ui giời, lườn như này đẹp lắm. Quý vị ạ. Lườn nó vật này quý vị này. Thân nó quại nó chạy này. Con tử em dựng mới hoàn toàn. 4 năm mới được bảo vệ. 4 năm tử tường cắt giật được quý vị này. Đốt một. Đẹp. Dáng rất phiêu. Nghệ thuật quý vị ạ. Bạn nào mà muốn có một viên đá nghệ thuật chơi thì alo cho em công chim sẻ. Số điện thoại 0904 28 28 27. Cùng giao lưu. Nói chung cây này nó thật quý vị là video sai bật mí là vài chục thôi, không có tiền trăm đâu. Còn giá bao nhiêu quý vị alo cho em công chim sẻ. Rất đẹp nhé. Này để phong thủy quý vị thật tuyệt vời. Ví dụ như để một góc hồ cá coi, đúng không nào? Góc hồ cá coi rất đẹp quý vị nhá. Để với hồng nhà đổ ra. Nói chung chấn trạch, tất cả mọi cái đều ok. 4 năm trời em ký đấy, gọi là một nuôi nấng rất là khó. Nếu mà để con rễ nó bám như này rất đồng đảnh, bám vào hông bên đá đổ xuống quý vị ạ, rất điệu. Nói chung một tác phẩm này rất điệu, chia sẻ với quý vị các bạn. Sau này chỗ này nó tết lại cả một mảng bệ, nó chạy như nham thạch nó chảy này, quý vị ạ. Thứ nhất là cái đoạn chạy. Còn kiểu này đi. Sau này nó kiểu như kiểu tay luôn đúng không cậu? Nó là như kiểu tay luôn, như kiểu trò luôn. Vật ngược lên đây nó mới chạy ra tiếp. Vật ngược lên từ xuống dưới này. Rồi đây vật này. Chéo này. Đây quý vị nhìn này. Đấy, ở đây qua như này dần dễ này. Đấy, vật chéo này. Đấy quý vị nhá. Mà viên đá này cũng rất đẹp quý vị nhá. Không chạy thẳng đâu. Đây quý vị này, mềm mại này. Đấy. Đây cả là một cái miếng đá này quý vị này. Nó chạy đây này. Quý vị nhìn thế này mới biết được. Cái độ viên đá nó mềm mại chứ không phải là thẳng đứng đâu. Đó, một viên đá tự nhiên toang vách này quý vị này. Tự nhiên nhá. Những cái toang vách tự nhiên. Chất đá rất đẹp. Chất đá cưng đẹp luôn. Có ăn mòn của nước mưa, thiên nhiên. Nói chung thưa quý vị các bạn, chỉ có vài chục triệu mà có một tác phẩm như thế này. Không đủ tiền công để làm. Thật sự nếu nói 4 năm rồi. Bây giờ mua một cái cốt kia phôi thôi cũng đã vài chục triệu rồi. Một viên đá này để mua cẩu với đây nó cũng phải gần chục triệu bạc. Công một nghệ nhân người ta làm đây nữa gần chục triệu nữa. Thưa với quý vị các bạn, một tác phẩm rất rẻ. Khẳng định một điều rất rẻ. Còn tất nhiên quý vị các bạn bảo rẻ thế Video Sai không mua đi. Nhưng Video Sai là đất đá mà. Video Sai đất đá nên là nó thật quý vị vậy. Chạy rất đẹp quý vị ạ. Đây chạy từ đây này. Đây viên đá chạy đây. Hình chạy chạy xích rắc. Rất mềm mại viên đá. Chạy lên. Đẹp quá. Rồi, mùa Covid không dám đi đâu nên là anh em tôi ở nhà vật cây ra chơi. Đấy, em công bảo dịch nên là anh em tôi không đi đâu quay được, chỉ ở nhà
để chia sẻ những tác phẩm của mình. Thật sự nó không quý như tác phẩm của các vườn khác, nhưng mà đây cũng là một thông điệp chia sẻ với quý vị là anh em đang ở nhà để làm cây. Và cũng mong anh em là nếu không có việc gì cũng không nên ra khỏi tỉnh. Chúng ta ở nhà để vì cộng đồng, vì cái chung. Chúng ta chung tay để chống dịch cho nó tốt nhất quý vị nhá. Mình rất vất vả để chống dịch. Chúng ta hãy vì cộng đồng. Hãy ở nhà, nếu như không có việc gì ra khỏi thì chúng ta không nên đi. Thì Onsite có một chút gọi là chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn anh em chơi cây thì đều hiểu hết rồi. Thế như em với lại anh Thắng là cũng nửa tháng nay là không dám ra khỏi tỉnh, bởi vì dịch giã. Mình có nói không phải là không dám, mà là mình phải tuân thủ cái quy định của nhà nước để đảm bảo cái an toàn. Thứ nhất là cho mình, cho gia đình. Thứ hai nữa là cũng vì đất nước mình một xíu. Tại vì dịch nó có hết thì kinh tế nó phát triển được. Kinh tế nó phát triển được thì anh em mình có tiền mua cây. Thưa quý vị và các bạn, là những cái video Onsite vừa phát ấy, là video Onsite là cũng được mọi người gửi cho video Onsite, video Onsite đưa lên. Và video Onsite là cũng có lồng tiếng một số. Nói là như vậy. Vừa chia sẻ với quý vị và các bạn là cái tác phẩm đấy. Còn trong này, Công ơi, đi anh em mà chia sẻ trong này một chút. Em Công cũng còn rất nhiều những tác phẩm ở trong này, ví dụ như một cốt em mới lấy, tác phẩm đấy gọi là Thuận Buồm Xuôi Gió à Công? Tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió quý vị ạ. Ở đây cái phô nhỏ nhỏ này, tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió kia bạn nhá, chờ tí video sau quay. Còn đây là một cái cốt nho nhỏ xinh xinh, cũng rất là già quý vị ạ. Đây đấy, đỏ au quý vị ạ, cũng được cắt giật và truyền rất là kỹ. Đây, quý vị này, vừa cắt giật rất là kỹ này, từng đốt một. Đồ chăn nuôi quý vị ạ, chia sẻ cho anh em thợ nào hoặc anh em nào chơi mà muốn tự mình chinh phục một tác phẩm cho chính mình thì chúng ta có thể giao lưu tác phẩm này, cái phôi này của em Công Chim Sẻ, số điện thoại 0904 28 28 27. Em Công Chim Sẻ tại vườn cảnh Non Nước Ninh Bình. Còn đây chia sẻ với quý vị các bạn, tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió mới có một cái tên. Em Công bàn bạc với anh em và các chú ở quanh đây đã quyết định đặt cho tên tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió. Thì video xa nhìn tác phẩm này như một cánh buồm quý vị ạ, như một cánh buồm luôn. Đấy, quý vị đang nhìn có đúng không ạ? Như một cánh buồm này. Video xa đi mặt bên này nữa, rồi video xa sẽ chia sẻ quý vị kỹ. Các bạn nhìn giống không? Giống đúng như một cánh buồm quý vị ạ. Một tên tác phẩm rất hay, Thuận Buồm Xuôi Gió. Nói chung là cần nghe thôi đã cảm thấy rất là phong thủy rồi. Mình làm ăn hay là tất cả một cái gì đó đều tốt cho gia chủ. Thì cũng hy vọng em Công Chim Sẻ là có điều kiện để giữ được tác phẩm này, để đi chơi, để nó thỏa lòng đam mê của mình. Còn nếu không có điều kiện mà phải chia sẻ giao lưu cho người khác thì cũng chúc cho các bạn và các quý vị sẽ có một cái tác phẩm ý nghĩa. Chờ một xíu, đoàn tàu đang đi qua. Để tiếp tục chia sẻ tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió thì video Onsite chia sẻ các bạn là phần bệ này. Một phần bệ video Onsite đánh giá nó có một cái bệ cũng rất là đẹp trong những cái tác phẩm video Onsite đã từng gặp. Khi sau này một cái chỗ này này nó vít vào thì nó có một cái cục nu đây, video Onsite cảm thấy nó rất là đẹp, rất là quý những cái rễ như thế này. Đấy, bộ bệ có xoánh và thời gian để lại và có những cái nhát cắt. Tác phẩm này do bàn tay anh Khương Nguyễn ở Thường Tín, anh ấy chỉnh sửa và cắt giật từ bắt đầu cây to hạ xuống phôi, và anh làm gần 4 năm để xong tác phẩm này. Tại sao gần 4 năm mà làm xong như này thì thưa quý vị và các bạn là nó có một cái điều như này, quay nhanh này.
Tức là khi cái cốt này anh cắt được là nó có một cái cốt cổ, tức là tay cũ của tác phẩm, của cây cũ nó còn lại. Chứ nếu mà nuôi một cái tay như này mà to như này quý vị này, nó phải không biết bao nhiêu thời gian. Đấy, nó có những cái cút cổ đây quý vị này, nên nó rất là nhanh. 4 năm là chỉ nuôi được một cái chốt này thôi quý vị này. Gần 4 năm nuôi cái chốt này thôi. Đấy, còn cái này là có nguyên. Chứ nếu như chúng ta mà nuôi từ cái này, thân này mà ra cái mầm này to như này nhá, phải 5-6 năm mới to được như này. Xong tiếp tục đây lại thêm mấy năm nữa. Trời ơi, phải chục năm mới xong một cái tác phẩm. Nếu như làm kỹ được như này, nếu như không có cái cút cổ này. Đấy là với nhận định, với hiểu biết của video sai thì chia sẻ quý vị như thế. Còn tiếp tục chia sẻ quý vị là cái mặt bệ đây, video sai đang chia sẻ dở. Bên này có cái bệ rất đẹp, sống trâu này quý vị này, đang bắt đầu gồ lên rồi. Độ già thì đây, đỏ au quý vị ạ. Mặt này đây quý vị nhá. Cây này thì hai người khênh nặng, còn ba người khênh là vừa, còn bốn người bốn góc thì khênh nhẹ. Đấy, chia sẻ quý vị vậy. Những nhát cắt này, thời gian này, cả một cây to như thế này cắt đi, tiếp thân vào một cái cành cổ. Đấy, nuôi tiếp lên dựng ngọn. Còn đây là cái mầm mới anh nuôi này, 4 năm anh nuôi cái mầm mới ra đây. Đây là mầm mới đấy quý vị nhá, 4 năm trời nuôi một ngày đây. Cắt dập dập này. Đây bộ xương này quý vị này, xương dầm. Hôm nay video sai chia sẻ hai tác phẩm chính. Một là tác phẩm thác đổ mắm đá của em Công Chim Sẻ với giá chỉ có vài chục triệu. Số điện thoại 0904282827. Còn tác phẩm thuận buồm xuôi gió này thì mời quý vị và các bạn alo cho em Công Chim Sẻ để biết được giá. Video sai xin phép không đọc giá ở đây vì có chút tế nhị. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã cùng video sai chia sẻ tác phẩm của em Công Chim Sẻ. Chúc mọi người khỏe mạnh và sẽ chăm những cái cây và tác phẩm của mình càng ngày càng đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Các bạn có video nào quay cho mình khoảng 3-5 phút gửi vào Zalo số điện thoại 0936868168 để video sai up lên trên kênh YouTube của mình. Xin chân thành cảm ơn và chào các bạn.